Kính thưa ban tăng lễ, kính thưa gia đình tăng chủ, được tin cụ Trần Thị Xuân hưởng đại thọ 100 tuổi về nơi tiên cảnh, chúng tôi đại diện cho Hội Hưu trí Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Hưu trí Ngành Thủy lợi, Tổ Hưu trí phường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng và anh em bạn bè xa gần đến thắp nén hương thơm, kính tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng và chia buồn cùng gia đình. Để tưởng nhớ và chia buồn cùng gia đình, xin đoàn 1 phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thôi. Dạ vâng. 1 phút mặc niệm đã trôi qua. Đoàn Nhạc Hiếu xin phép được thay lời cho gia đình cũng như ban tổ chức lễ tang, xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lễ viếng vòng hoa tang của đoàn. Trở về thắp nhang dâng lễ xong, mời đoàn ra bàn uống nước thay lời cho gia đình, xin chân thành cảm ơn. Để tiếp theo, ông dân phường Phan Đình Phùng và chi hội số 10 nên về thắp nhang làm lễ kính viếng hương hồn cụ, trân trọng kính mời đoàn. Kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa hương hồn cụ Trần Thị Xuân. Được tin cụ Trần Thị Xuân, hội viên chi hội nông dân tổ 10 từ trần, đoàn đại biểu thay mặt cho ban thường vụ hội nông dân và tập thể chi hội 10 phường Phan Đình Phùng tới xin được thắp nén nhang thơm tiễn biệt cụ và chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng gia đình tang chủ. Để tỏ lòng thương tiếc vĩnh biệt cụ, chúng ta dành 1 phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Dạ vâng, xin phép truyền lời cảm ơn của gia đình trở về thắp nhang dâng lễ viếng xong, trân trọng kính mời đoàn lui chân ra bàn uống nước để chia buồn cùng tang lễ thay lời cho gia đình, xin chân thành cảm ơn. Số 10 về trước linh sàng để thắp nến tân nhang, tiễn đưa cụ ra đi về nơi an nghỉ phục vụ độ trì, cho gia đình các ông bà được bình an. Mình nhận được tin cụ thoát qua đời, gia đình các cháu về đây thắp nến tân nhang, tiễn đưa cụ ra đi nơi an nghỉ. Chân linh hương hồn cụ Trần Thị Xuân, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang chủ, nhận được tin ngày hôm nay cụ đã 250 qua đời, trở về trước linh sàng lễ viếng của đoàn các cháu ở ban quản lý dự án giao thông tỉnh Thái Nguyên là đồng nghiệp với anh Quang Anh là cháu của cụ, thắp nến tâm nhang tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình tang quyến. Để vĩnh biệt cụ, đoàn xin dành 1 phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, chuyển lời cảm ơn của gia đình thắp nhang dâng lễ xong, mời đoàn đôi chân ra bàn uống nước chia buồn cùng tang lễ gia đình, xin cảm ơn.
Vâng, thắp nhang xong mời ông ra bàn uống nước, gia đình xin cảm ơn. Để tiếp theo... Cụ ơi, nên nhận được tin tuổi cao sức yếu, cụ đã qua đời. Vòng hoa tang lễ mỏng lòng thành của gia đình con cháu của cụ nhà cụ Tuân ở tổ 72 phường Tân Thịnh đến tâm nhang tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ của phụ cụ độ trì cho con cháu cụ nhà cụ Tuân luôn được mạnh khỏe, bình an. Nhận được tin hôm nay gia đình cháu Mùi ở ga Đồng Quang trở về trước linh sàng để thắp nến tâm nhang tiến đưa cụ về nơi an nghỉ, phục vụ độ trì cho các cháu được bình an. Nhận được tin gia đình các em cùng các cháu ở Định Hóa nên trở về trước linh sàng tuần nhang lễ mỏng lòng thành, xin được cầu chúc cho bà thanh thản ra đi về nơi an nghỉ linh thiêng để phục vụ độ trì cho toàn thể các em cùng các cháu ở Định Hóa luôn luôn được mạnh khỏe, bình an. Gái quân rể Hường Hà của cụ nay về thắp nhang dâng lễ viếng, xin trân trọng và kính mời. Cụ ơi, nhận được tin ngày hôm nay cụ thoát qua đời, gia đình các cháu là đồng nghiệp với con gái con rể Hường Hà của cụ nến tâm nhang tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ, cụ phục vụ độ trì cho các cháu được bình an. Mỗi người tình cảm hàng xóm về trước linh sàng nến tâm nhang tiễn đưa cụ ra đi về nơi an nghỉ, phục vụ độ trì cho các cháu luôn được bình an. Kính thưa hương hồn cụ Trần Thị Xuân, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa ban tang lễ, chúng tôi chúng cháu là bạn học cùng với anh Lợi năm 1967-1969 Đồng Quang. Được tin cụ tuổi cao không may bệnh nặng, cụ đã về với tiên tổ. Nỗi đau buồn của gia đình hôm nay chúng cháu có mặt tại đây, có vòng hoa tươi và nén hương thơm để vĩnh biệt cụ về với tiên tổ và chia buồn sâu sắc với gia đình để tưởng nhớ đến cụ. Chúng cháu xin một phút mà niệm bắt đầu. Dạ vâng, phút mặc niệm đã trôi qua. Truyền lời cảm ơn của gia đình trở về thắp nhang dâng lễ kinh viếng hương hồn cụ xong, mời đoàn lưu chân ra bàn uống nước chia buồn cùng tang lễ, gia đình xin cảm ơn. Tiếng của gia đình các cháu là con của bà Huấn nay về thắp nhang dâng lễ kinh viếng chân linh hương hồn cụ, xin trân trọng và kính mời. Bà Huấn trở về trước linh sàn thắp nến tâm nhang tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ, cụ phục vụ độ trì cho gia đình các cháu được bình an. Mỏng lòng thành tiến đưa cụ ra đi về nơi an nghỉ, cụ phục vụ độ trì cho các cháu được bình an. Vâng, làm lễ thắp nhang xong mời hai bác ra bàn uống nước, gia đình xin cảm ơn.
đành nhận được tin trở về trước linh sàng. Vòng hoa tang lễ mỏng lòng thành, nay là của gia đình con cháu Cổ Tý tình cảm thông gia. Kính thưa hương hồn cụ, kính thưa gia đình tang quyến, chúng con là con cháu của cụ Tý thông gia với cụ ở Phú Bình. Nhận được tin cụ đã ra đi về nơi tiên tổ, chúng con thật bồi hồi xúc động trước nỗi đau thương mất mát này. Chúng con xin gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Than ơi, cánh hạc đã rũ bụi trần bay về miền tiên cảnh, để lại cho chúng con niềm thương xót vô bờ. Đứng trước linh sàng khói tỏa hương bay, chúng con xin cầu chúc cho linh hồn cụ thanh thản nơi suối vàng, yên giấc ngàn thu, và luôn phù hộ cho độ trì cho con cháu. Trước giờ phút vĩnh biệt này, tôi xin đề nghị tất cả các con cháu của gia đình cụ Tý thông gia với cụ ở Phú Bình một phút mặc niệm. Phút mặc niệm xin được bắt đầu. Vâng, một phút mặc niệm đã trôi qua. Truyền lời cảm ơn của gia đình trở về thắp nhang dâng lễ kính viếng chân linh hương hồn cụ xong, mời gia đình thông gia cùng con cháu đôi chân ra bàn uống nước, chia buồn cùng tang lễ, thay lời cho gia đình xin cảm ơn. Để tiếp theo mời lễ viếng.